Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, quý vị có tin vào may mắn hay không? Mỗi con giáp tại những thời điểm khác nhau đều ẩn tàng những điều may mắn. Trong tháng 10 âm lịch này, có những con giáp sau đây có tài lộc đỏ rực, công việc vô cùng thuận lợi, cấp trên ưu ái, đồng nghiệp hòa đồng, giúp đỡ hết mình, tiền bạc cứ ùn ùn kéo về không đỡ nổi. Sự thành công và giàu có của những con giáp này khiến không ít người phải đố kỵ. Vậy đó là những con giáp nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Một, tuổi Dần. Các chuyên gia tử vi học dự báo sự chủ động sẽ mang tới nhiều may mắn cho người tuổi Dần trong tháng có nhiều sao chiếu mệnh. Công việc, vận trình của bạn được nâng đỡ rất nhiều bởi quan hệ lục hợp vượt qua các tháng đại hung từ trước, nên tháng này người tuổi Dần xuất hiện nhiều quý nhân trợ mệnh, chỉ có cát vận mà thôi. Bạn có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, được cấp trên tin tưởng và trao cho nhiều trọng trách, song đó cũng là áp lực khá lớn đối với những chú hổ. Lúc này người nỗ lực kiên trì tới cùng sẽ có được thành công như ý và ngược lại. Bên cạnh đó, tháng này nguyệt lệnh lâm đất tử dự báo về những hung hiểm luôn rình rập, có thể khiến bạn gặp thế lực ngầm cản trở, ngăn cản bước tiến, có cả những vấn đề từ khách quan và từ sự chủ quan của bản thân. Vậy nên bạn đừng quá chủ quan hay lơ là mà gây ra những sai lầm đáng tiếc, bỏ lỡ cơ hội tốt đẹp của mình. Tài lộc của bạn cũng có nhiều dấu hiệu tăng tiến, chuyện kiếm tiền trở nên dễ dàng hơn. Các hợp đồng được ký kết, tiến hành giao dịch lớn nhỏ diễn ra suôn sẻ, nhất là những người làm kinh doanh buôn bán, nhờ vào nhân duyên tốt mà việc bán hàng cũng tốt hơn nhiều. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dần cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tình cảm. Cát tinh soi chiếu giúp chuyện tình cảm cũng có chuyển biến tích cực, người độc thân vượng đào hoa sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu ý hợp với mình. Các cặp đôi đang trải qua giai đoạn vô cùng mặn nồng, ngọt ngào của tình yêu có thể tính tới chuyện trăm năm. 2. Tuổi Mão. Công việc. Bước sang tháng 10 âm lịch, người tuổi Mão đang có sự tự tin khá lớn khi những việc bạn làm và theo đuổi đều đem lại kết quả khả quan. Bạn đang dần dần chinh phục được những đích đến đã đặt ra từ trước đó và đây cũng là động lực để tiếp tục cố gắng phấn đấu hơn nữa trong tương lai. Sự tự tin cũng giúp con giáp này đặt ra những đích đến cao xa và nóng lòng chinh phục. Tuy nhiên đừng quên lập kế hoạch cần phải dựa trên năng lực của bản thân, chớ nên mơ ước quá viển vông mà tự tạo thành áp lực. Bên cạnh đó, có thể vẫn có một vài chuyện rắc rối xảy ra khiến bạn quá ngạo mạn với những gì mình đang đạt được và đâm ra chủ quan, ngủ quên trên chiến thắng. Bạn càng tỏa sáng thì càng dễ lọt vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân ganh ghét, do đó lúc nào cũng phải chú ý thái độ làm việc thận trọng để bảo toàn thành quả. Tài lộc. Tài chính trong tháng đang trên đà tăng tốc, có cát tinh soi chiếu nên chuyện làm ăn của người tuổi Mão khá thuận lợi, rất thích hợp cho những công việc ký kết hợp đồng, thúc đẩy quan hệ với các đối tác. Với sự thông minh, tài hoa và đặc biệt là biết giữ chữ tín của mình, bản mệnh sẽ có thêm được nhiều dự án triển vọng cũng như cơ hội kiếm tiền tốt đẹp. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mão cần luôn mang bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tình cảm. Về phương diện tình cảm, bản mệnh nổi bật nên tất nhiên sẽ thu hút được sự quan tâm của nhiều người khác giới. Bạn có thể nhận ra rằng xung quanh mình luôn có những người chủ động tiến tới làm quen, chỉ là bạn có sẵn sàng mở lòng hay không, hay vẫn muốn đặt sự nghiệp lên trên tình cảm. Đáng chú ý, tình hình sức khỏe tháng này có phần sa sút do có hung tinh tác động, bạn có thể sẽ thường thấy cơ thể mệt mỏi, thiếu năng lượng. Hung tinh còn mang điềm báo tai họa, thậm chí bản mệnh còn gặp phải họa huyết quang, ảnh hưởng đến thân thể. Vì vậy, khi tham gia giao thông hay làm việc cần hết sức tập trung chú ý. 3. Tuổi Mùi. Theo các chuyên gia tử vi học nhận định, con giáp này đang có những lợi thế hết sức lớn lao trong tháng mới nhờ có sự hậu thuẫn của nhiều cát tinh chiếu mệnh. Đây là một tháng mà sự dứt khoát và mạnh dạn sẽ mang tới nhiều may mắn cho bạn, đừng quên nhé. Về công việc. Công việc có quá nhiều chuyển biến tích cực, chẳng những mọi nỗ lực của bản mệnh đều được đền đáp xứng đáng, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu mà còn có cơ hội chinh phục đến những nấc thang quan trọng.
Hầu hết những khó khăn trước đây được tháo gỡ nên con giáp này nhanh chóng tìm ra giải pháp thay thế cho những sai sót trước đây. Tuy nhiên, thuận lợi hiện tại cũng đồng nghĩa với việc cạnh tranh cũng tăng lên. Điều này đòi hỏi bạn phải tự trau dồi kỹ năng, kiến thức mới để theo kịp thời. Tháng này dù không có tài tinh chiếu mệnh nhưng nhờ có những tiến triển tốt đẹp trong công việc nên hứa hẹn thu nhập của mệnh chủ vẫn tăng đều, tài chính được đảm bảo. Bạn nên tập trung phát triển sự nghiệp ở thời điểm này hơn là ôm đồm quá nhiều mục tiêu kinh doanh ngoài sức mình, kẻo cuối cùng việc nào cũng lỡ dở, thậm chí là còn thua lỗ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần phải luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tình cảm. Trong tháng mới, tuổi Mùi có xu hướng trở nên hướng ngoại hơn, năng nổ kết giao, mở rộng các mối quan hệ hợp tác, kể cả trong việc tìm kiếm một tình yêu mới cho mình. Các hoạt động đội nhóm cũng hứa hẹn sẽ đem về cho những chú dê những mối quan hệ như ý. Sức khỏe. Về sức khỏe, bạn nên bỏ thói quen ăn uống thiếu khoa học trong thời gian vừa qua, thay vào đó hãy duy trì nguyên tắc ăn uống với phương châm ăn sáng ngon, ăn chưa đủ và ăn tối ít. Tâm trạng của bản mệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sức khỏe, vì thế đừng quên tìm cách đối phó với những cảm xúc thay đổi thất thường mỗi ngày. 4. Tuổi Tý. Xem tuổi Tý âm lịch, nhờ có nhiều cát tinh tề tựu, đây có thể coi là một tháng mới nhiều chuyển biến tốt đẹp đến với con giáp này. Hầu hết các phương diện đều có tin vui báo về. Công việc. Nhìn chung tháng này vận khí hanh thông, mưu sự dễ thành, bản mệnh có thể gặt hái không ít thành quả tốt đẹp trong sự nghiệp. Dù là người làm công ăn lương hay kinh doanh đều có cơ hội phát triển sự nghiệp tương ứng. Chỉ cần đặt mục tiêu rõ ràng và hạ quyết tâm làm tới cùng, thành công sẽ đến. Tam hội còn đảm bảo các mối quan hệ xã giao duy trì ở mức hài hòa, có người giúp đỡ kịp thời khi gặp khó khăn. Mặc dù vẫn có điềm báo kẻ tiểu nhân quấy phá, nhưng không ảnh hưởng quá nhiều, chỉ cần tin tưởng vào bản thân và làm những điều mình muốn sẽ mang lại kết quả tích cực. Tài lộc. Mọi thứ ngày càng thuận lợi, tài vận cũng tươi sáng hơn hẳn, đặc biệt là thứ tài khởi phát mạnh, mang tới nhiều may mắn về tiền bạc cho bản mệnh. Các nguồn thu nhập ngoài luồng tăng lên, bạn dễ nhận được khoản tiền bất ngờ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tình cảm. Tháng có đào hoa chiếu mệnh còn mang tới nhiều hỷ sự bất ngờ, nhân duyên tốt lành giúp người độc thân đẩy nhanh tiến độ tìm kiếm tình yêu cho mình, hứa hẹn nhiều trải nghiệm thú vị, tình cảm lứa đôi ổn định và vẹn tròn. Sức khỏe. Về phương diện sức khỏe, tuổi Tý không có gì đáng lo ngại trong tháng 10 âm lịch này. Bản mệnh được các tinh che chở, cơ thể nhanh chóng phục hồi, người bình thường thì sức khỏe càng thêm dồi dào. 5. Tuổi Dậu. Người tuổi Dậu đón tháng 10 âm lịch với tâm trạng khá nhẹ nhàng và hân hoan khi vận khí trong tháng khá bình ổn, không có khó khăn nào quá lớn. Bạn có sự chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nên dù có vấn đề nào xảy ra thì cũng vẫn tự tin để vượt qua. Công việc. Với sự hỗ trợ của Nguyệt Lệnh Lâm Trường Sinh, công việc của con giáp này không gặp quá nhiều trở ngại. Dù có, bạn cũng được đồng nghiệp và cả cấp trên trợ giúp tận tình, tháo gỡ vấn đề nhanh chóng. Đây là cơ hội thuận lợi để bạn học tập cách làm việc, kinh nghiệm của mọi người xung quanh. Trong tháng còn có dấu hiệu dịch chuyển, thay đổi môi trường làm việc. Bạn càng năng động sẽ càng may mắn. Nếu được giao trọng trách, hãy cứ tự tin thể hiện bản thân, chỗ nào không rõ thì hỏi lại, đừng quá lo lắng những điều chưa xảy đến mà bỏ lỡ những cơ hội hiếm có như vậy. Tài lộc. Tài lộc trong tháng cũng được cải thiện hơn trước rất nhiều, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn, lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống. Con giáp này thoải mái hơn trong việc tiêu pha, mua những món đồ mình thích. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Dậu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Tình cảm. Vận trình tình cảm của tuổi Dậu cũng rất đáng mong đợi với những tín hiệu khả quan, nhất là đối với người độc thân có nhiều cơ hội tìm được người phù hợp cùng quan điểm trong cuộc sống. Các cặp đôi có thể tiến gần hơn với những quyết định quan trọng trong cuộc sống của cả hai. Tuổi Dậu đủ mạnh mẽ để quyết định cho tương lai của mình, dù người ngoài có ý kiến thế nào đi chăng nữa. Sức khỏe.
Tình hình sức khỏe khá ổn định, hầu như không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng. Chỉ cần người tuổi này chú ý chế độ ăn uống của mình sao cho đảm bảo an toàn, dinh dưỡng đầy đủ thì không có vấn đề nào đáng lo ngại. Bên cạnh đó, cần duy trì thói quen luyện tập thể thao đều đặn hơn để kiểm soát tốt cân nặng. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích hơn nữa. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Mọi thắc mắc của quý vị hãy để lại comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn chi tiết. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất của kênh để đừng bỏ qua bất kỳ video và thông tin mới nhất nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.